chào tất cả anh chị em trong group. Và em chúc mọi người về sức khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Em làm video này để cảm ơn thầy và giới thiệu bản thân thân và cuộc sống hiện tại của em, con đường em đến với MBO và những trải nghiệm vừa qua của em. Video này hơi dài một tí, mong mọi người thông cảm và lắng nghe trong quá trình em nói có vấn đề gì mà không phải thì mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm cho em để cải thiện hơn. Cho em gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Dương Trung Hiếu, nhờ thầy mà em biết tạo kênh YouTube và dựng phim, bán hàng trên website, tạo website và bán hàng gió. Và em tâm đắc nhất là cái phần tư duy tích cực của thầy Thiền Đạt. Nhờ cái phần tư duy đó em đã thay đổi cuộc sống mình rất là nhiều. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, hôm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn, là nơi mà người ta mệnh danh là 18 không buồn chầu. Và em đang sinh sống và làm việc ở quận 12. Em thuộc cộng đồng LGBT, hiện tại của em là làm về nông nghiệp. Bên mảng rau thủy canh, em xây dựng hệ thống rau an toàn không nguồn gốc cho các hộ gia đình. Con đường em đến với MBO và tình cờ vào cuối năm 2016 khi xem được video của thầy trên mạng nói về vấn đề kiếm tiền YouTube. Em thấy hay quá, em mới tìm hiểu các cái video là